tốt. Họ sử dụng thủ để bù công trong khoảng thời gian ban đầu. Họ sẽ giành được chiến thắng khá tuyệt đối. Kim nói không. Sau bán thi đấu dựa trên cái xả tay. Tại vì Aphelos khoảng thời gian sau xả tay ổn. AC không cần bàn tới rồi. Và quan trọng hơn hết là Gen Z đang có được một kèo thi đấu mà chắc chắn Kim phải tự tin. Tại vì anh ta là người bích cuối cùng. Mà anh ta bích tức tập phê thì chứng tỏ là anh ta tự tin. Anh ta muốn kiểm soát bản đồ, hạn chế nhiều tấn công. Chắc là ta cũng đã nói với lại huấn luyện viên rằng là hiện tại 369 phong độ đang không tốt. Sẵn sàng bích những vị tướng thắng đường một cách tuyệt đối. Mặc dù nó sẽ hơi risky, xíu xa hơi mạo hiểm tí xíu. Rang. Nhưng quan trọng hơn hết, nếu như Kim giữ được cái mạng ở khu vực trên thì farm ngang coi như cô đẻ tông nó fail. Đúng. Cái hướng đánh đến từ Bay và Lehen đang là vào trụ của đối phương, cho nên không có người chạy vào hỗ trợ cho Thiên được. Thiên đang phải gặp một số vấn đề nhẹ trong phải để hay quá vậy mấy cô. Bay tung lên, Zaklev đang được hỗ trợ lướt lên tấn công liên tục người của Bay. Bay sẽ cần phải mất tốc biến dí theo phó trọng trường đang được bắn kích hoạt đường. Zaklev sử dụng tanh tải Bay và Lehen đang muốn đáp trả lại. Nghe được tất cả thành hai hỗ trợ ăn. Ta muốn làm chậm Meiko. Meiko sử dụng cú thủy ngục của mình và hết công lực. Ha Meiko Zaklev chạy một đối một. Bên phía của Top Esports là đội có được chiến công đầu và thấy lính cộng kèm người ăn nữa. Và thấy lính thì là bên phía của Top Esports đang có lợi ở khu vực ở dưới, vì đây là quay lính đẩy dành cho Gen Z và bản thân Bay sẽ bị mất đi một vài lượng chỉ số lính cũng đang rất là tốt từ Gen Z. Họ có toàn bộ thì câu trả lời hiện tại là đi đường vẫn chưa thể nào thắng được. Bay với Lehen đi đường nha. Không kiểm soát được Michael với Jackalove với con Lucian Nami này. Họ đang suy nghĩ kỹ, họ đang suy nghĩ khá kỹ cái khổng lồ hóa của Lehen có, nhưng họ vẫn đang nghĩ rất kỹ thăng hoa luân của Bay. Canh nhận không tốc biến khó đánh lắm, nhưng liệu có muốn chơi không đây. Vẫn đang nghĩ, vẫn đang tính toán. Bay đang muốn đứng bọc đầu. Bay đang lựa xem là ai là người lướt vào đó là người ta bắn ngay lập tức. Nhưng Top Esports cả bốn thành viên đều lùi về đường thành công. Ý mà kết, cái gì vậy? Anh Meiko làm như thế quả đó rõ ràng đúng không? Họ sẽ có con rồng hay chàng đây hay là bị cản trở bởi cái nhìn. Tại cái nhìn hai lần đụng độ với Thiên là hai lần anh ta trừng phạt thành công hết. Liệu có lần thứ ba đâu có vô được đâu, vô là chết mà. Đang ngắm và Lehen đang di chuyển tới. Cái nhìn né rất nghệ. Hai hòn còn nguyên. Và anh ta tốc biến được để bỏ chạy, anh ta đã thu khá nhiều thứ định mở đường bật lên và cái nhìn lướt được để bỏ chạy tốc biến lên W vào khổng lồ hóa. Lehen đã được bật phía bên này, người đang bắn không bị bay cầm cái tăng hỏa lần tìm được mà hai của anh ta ăn rồng luôn. Và ta bắn lồ lên Saki Lớp và Bay cuối cùng là phải nằm xuống. Vừa rồi cho Vi anh ta không thành công trong cú phân chia thiên hà của mình. Bay xạ thủ về cầm cái súng đập trụ được thì bảo vệ phát hiện thấy được mà xuống dưới tiếp nhưng rồi đã không nó đi bộ vô ở nó cầm súng nó không có bắn anh em ơi, nó đập. Và kết quả là tôi nghĩ Gen Z hài lòng, họ cướp thành công được con rồng vì đó là Bay ăn được rồng. Đúng rồi, Bay cầm thằng con lần bắn liên tục con rồng luôn. Bây giờ đây là mục tiêu số 1 được chọn được hai bên. Kim đang cầm sẵn bài vàng phía bên này. Thiên, anh Thiên anh đi đâu vậy? Anh ta bắt được Lehen, anh ta đánh được vài thông nổ, anh ta đang dí liên tục người Lehen. Lehen không tốc biến. Thành của mình lên và người đã kẹt lại đó. Lehen cần một cái khổng lồ hóa, ta khổng lồ hóa, anh ta outplay được Thiên bắn ra. Và ngay tức có Miken rồi à? Của Lehen, nhưng Lehen vẫn thở được. Còn Cream muốn trả. Cream ơi. Cream combo hụt và Cream nằm xuống. Lehen đánh xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Không khác gì Lionel Messi, anh ta quá lắc lên, anh ta một mình luồn qua 3-4 thành viên của đối phương. Và kết quả 1 tỷ chiêu thức chọc vào người của anh ta outplay hết. Bây giờ thì kiểm soát ngược trở lại khu bán sứ giả. Đây rồi, Canyon làm gì đây? 369 đang bị dính một cú trừng phạt cho nên đang bị làm chậm và anh ta phải lùi về. Còn ngược lại con sứ giả khai đức, thật ra Gen Z ra đội có thể có được cái sự chủ động nhiều hơn. Còn Cream có một chút khó cho bên phía của Top Esports rồi nha. Hơn. Đó không phải phi hồ, đó là phi hồ đồ đến từ Cream nha. Anh ta hồ đồ rất nhiều trong pha đó. 2-3 lần lướt lên không một tuyệt chiêu nào trúng cả, cái nào cũng hụt. Tức là bạn cứ tham thì người ta có câu gì, tham phú thì phụ hồ, đúng không? Phân xét nha. Bây giờ đang rất nghèo dành cho phía của Top Esports, họ không có cách nào để có thể chống lại được những gì mà Gen Z có thể làm được trong giai đoạn sau. Tại vì cái ngưỡng sức đánh phá đó là mắc binh rồi, các bạn phải mắc binh thì các bạn mới đợi. Ok, thằng Cream đánh có sai lầm không có, nhưng các bạn phải mắc binh thì các bạn mới tận dụng được sai lầm của đối phương. Đẩy về cho thằng Bay kìa. Bây giờ sẽ được kinh tế. À, Canh nhìn lỡ tay. Chu Vi và Canh nhìn đăng ký chương trình nuôi em nhưng mà lỡ tay. Cho vi bắt buộc phải tìm một cách để bỏ chạy. Còn trong đó Canh nhìn phía đây, anh ta đang cố gắng thu hút càng nhiều sát thương càng tốt. Di chuyển hợp lý, lắc léo quá hợp lệ và Gen Z vẫn đang tiếp tục thành công. Gà Đông Tảo này có thêm cái trụ đứng kế bên. Gà Đông Tảo không sợ gì cả. Rõ ràng. Hợp lý. Lát nữa mà khi đi cánh thì gọi là có thêm một gọi là thầy tu nuôi gà nữa. Cho nên bản thân Chu Vi càng đứng những cái pha như thế này thì lại càng tự tin mà thôi. Bây giờ bên phía của Top Esports mất trắng con rồng thứ ba của bán đấu vì họ cái thứ mà thằng Showmaker tạo ra nó là con này nè. Cử ra khu vực cánh đón được lính ở khu vực nửa trên và tới No gà Đông Tảo không phải gà Đông Tảo. Cái thứ mà Showmaker tạo ra nó là con này nè. Tục những pha giao tranh và ngưỡng giao tranh ở trong con rồng kế chắc chắn Gen Z sẽ khỏe so với Top Esports. Nha. Không phải gà Đông Tảo đâu. Ta phải nói là rất là đặt nặng về câu chuyện nghề. Nổ thần đối với ui, mới nói xong Canyon bắt lại là Canyon sẽ nằm chắc chắn 100% ăn cái quả bola băng đó đi bụi rồi. Hơi tự tin từ Canyon. Đứt lên.
và kết quả là anh ta nhận phải một cái lượng hiệu khống chế rất là lớn từ Top Esports. Và vừa rồi các bạn ăn gà đông tảo với cái con vừa rồi mà mình cho các bạn coi là nó ăn người á. Bốn thành viên của họ đứng gần hơn nữa. Rồi là nó có một cái value tầm 2.000 tiền đối với lại một con Lucian đang rất xanh này thì nó cũng không phải là vấn đề lớn lắm đâu. Đội hình của họ có Chovy, họ có Kenyan, đánh nhau rồi. Anh chúng à. Và đây rồi bị giữ chân lại. Thôi ơi. Bắt không được anh Tình, nó bắt lấy cái bé giòn cỏ của anh Tình. Kenyan đang được khổng lồ hóa như người ta là trả giá liền. Quá chào được. Phía cánh còn lại bay đang liên tục tìm một cái tấn công tiếp. Anh ta đang bắn không hề ngừng nghỉ và đang gây sát thương vô cùng lớn. Còn Kim cầm bài vàng quang bao đang trúng được một người châu phi của thứ châu. Còn gió quá đẹp vậy. Còn châu quá, châu quá. Cỡ được con bay vẫn đang không hề ngừng nghỉ với cái nọ thần Dominic. Và bay rất mạnh mẽ trong vòng thi đấu này. 5-4 dành cho các thành viên của Gen Z. Con gà con thể nào nằm xuống mặc dù ở cái góc đó cái nó qua 2.000 máu rồi. Qua gì ăn bao nhiêu chiêu thức đó theo trường hợp thông thường đã phải nằm xuống rồi nhưng không, anh ta vẫn sống mà vẫn còn giữ được tóc bí trên người. Anh ta sẽ dùng dịch chuyển người trở lại bàn kim cầm bài vàng lửa Zaki lớp nhưng mà anh ta thấy 369 trước mặt cho nên thôi chuyển sang 369. 369 đang bị bắn đau đớn vô cùng đau đớn cho vì đang lướt tầm được có thể tấn công. Quả cầu của riêng cũng khá đau nhưng đó là play, nếu như những người khác đứng che thật ra nó cũng không thành vấn đề. Rồi, lùi về mà thôi. Sau một pha giao tranh mà tiếp tục là trao đổi về màn hạ gục đến từ cả hai bên. Bên phía của Gen Z vẫn đang cắt cử cho Chovy đẩy ở khu vực đường giữa. Tại vì tầm này rất cái lớp vẫn khỏe so với lại bay ở phía bên kia. Cho nên những tình huống đẩy đường giữa phải có sự hỗ trợ đến từ Chovy nhưng áp ăn luôn á hả? Vừa hai Baron và kéo các thành viên vậy luôn. Sport ra khu vực xong thì sao? Sport bất lực. Họ sẽ cần phải làm tất cả mọi thứ nhưng hơi khó. Bài vàng đang được cầm đến từ Kim Kim Quang Thảo, một thành viên phút này bị xuống ra. Đi ra ngoài. Gọn. Đúng. Trời ơi, bay vào đâu quá Thiên ơi, đâu quá Thiên ơi. Rất là ngờ ngại cho vì lúc mà đâu á. Đẩy được xạ thủ của đối thủ vào cái lớp không có tốc biến làm sao thoát được con gà gì. Kia được chẳng quan sát với 39 nằm xuống bốc khơi. 7-4-8-4 cho Gen Z và họ đang nhắm tới ván thi đấu này vô cùng kỹ càng rồi. Lợi thế chính thức xác lập dành cho đương kim vô địch của LCK khi họ đang có một cái ván đấu thứ hai. Quá kinh dị về mặt macro. Họ biết được rằng Zekilov vẫn đang làm vua làm tướng ở khu vực đường giữa. Họ ép một pha Baron, kéo cái thành viên của Top Esports ra khu vực Baron. Ác và tồn. Với một pha Baron và Bay thì đã bắt đầu đủ sát thương rồi với 3 món trang bị. Kim bị hất tung lên, Kim bị tấn công, Kim bị dính cầu đầu bằng. Anh ta làm một cách qua chạy nhưng không được bị dính của thanh trường ca nhìn định sút vào người của Thiên để trúng vào người Zekilov để cancel nhưng nó không thành công. Bay bị hất tung lên có sóng thần được bằng nhưng Bay có cái chuông để có thể hỗ trợ. Còn ngược lại thì bên phía Top Esports họ cũng có chuông nhưng mà chuông thì bu rồi hơi khó để họ có thể làm được gì lắm. Ari ra ngược lại Gen Z, ba thành viên còn lại tìm một cách bỏ chạy dịch chuyển đó là tiến đằng sau hay má vừa nói xong Kim nằm ngửa luôn chứ thiếu người để dịch chuyển của 369 chưa hồi lại còn nguyên tốc biến luôn chứ khi lượng người không thực sự là vượt trội hơn so với bắt Chovy à được hay không lượng máu cũng không đủ sao bắt được. Chovy đang bị bắt và Chovy sao bắt được quá đơn giản luôn, một con gà đông tảo mà còn biết nhảy đó chứ. Bây giờ so với một con heo bay với con gà bay anh thấy con nào bay xa hơn? Rõ ràng là con gà bay xa hơn. Đúng nha, nếu như bạn thả một con gà từ tầng 21 hay tầng 30 gì đó bạn thả xuống nó vẫn bay được. Ừ. Nhưng mà ngược lại bên kia thì không được. Rồi. Nó sẽ thành gọi là một món heo. Đúng rồi, hợp lý. Rồi khó, nói chung là bây giờ khó lắm rồi. Ở khu vực đường dưới à. Đúng một khu vực đường dưới. Hơi khó. Con gà trong tay của Chovy vẫn đang liên tục đâm vào ba thành viên của bên phía Star Sport. Tê Lê mất khá nhiều mẫu. Ngay lập tức quăng qua băng ra phía bên này Ken nhìn né được ra khỏi sóng thần. Nó đang muốn đặt trụ không? Chủ được hiểu ý nhưng Chovy mất không có điểm mặt trời à. Dịch chuyển để về, anh ta dịch chuyển để về cho lẹ. Mình cứ nói vậy đi, nhìn tích cực lên anh Trí. Mình tích cực lên. Là bao số 9, anh ta dịch chuyển về cho anh ta. Để anh ta đi về lẹ hơn đúng không? Thì nó nói là như vậy đi, cứ nhìn tích cực lên. Lý đồ hay là muốn đánh nhưng mà dịch chuyển xong thấy không mất hết thế rồi. Và mất cái bùa la băng rồi. Mất sóng thần, mất thanh trừng. Trụ 3 khu vực đỉnh không là trụ nhà lính khu vực đường giữa. Khi mà trụ 3 cũng đã bị bảo đi từ trước đó rồi. Kim không có khả năng cản. Đã nhẹ luôn. Thiên đang phải bỏ chạy với để cho Vi nhắm người. Kèn nhành ếch múa li xin lắm anh em. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà nó tăng tốc thì là không phản ứng kịp. Không quan trọng bởi vì anh ta biết. Cô li xin nó kèn nhành đánh rất là chậm nhưng mà khi mà nó nhanh thì là không đỡ kịp. Nhìn vẫn lao vào đánh nhau và Meko rất thấp máu, anh ta không thể nào sống được với lượng sát thương quá kinh dị từ bên phía của Bay. Và chắc chắn ván 2 sẽ thuộc về Gen Z, 2-0 cho Gen Z trước đại diện hạt giống số 2 của LPL đó chính là Top Esports. Một ván 2 cực kỳ hủy diệt với những bước đi macro ở khoảng thời gian giữa game được gọi là những nó hoàn toàn lại có vẻ nhẹ nhàng. Nhìn lại tiếp tục là Chovy và Bay thả Lucian cho game, nhưng anh ta vẫn đảm bảo Jackie Love với lại Michael mặc dù vẫn thua đường nha.